Xin chào các bạn. Rất nhiều các bạn gần đây hỏi mình là cây hoa hồng bị vàng lá rất là nhiều. Thì mình sẽ chia sẻ cái nguyên nhân và cái cách khắc phục làm thế nào để chúng ta hạn chế tối đa hiện tượng vàng và đốm lá trên cây hoa hồng. Và rất mong tất cả các bạn theo dõi video này để chúng ta có cái cách chăm sóc cây hoa hồng tốt hơn. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Nguyên nhân dẫn đến cây hoa hồng bị vàng, đốm lá và rụng lá hàng loạt ở thời điểm này ấy, chủ yếu là do giá thể và nơi các bạn trồng. Về cái giá thể thì các bạn nên là chúng ta trộn những cái giá thể mà thật là tơi xốp, và chúng ta phải đảo bầu liên tục. Ví dụ một cây hoa hồng trong khoảng thời gian khoảng 1 năm mà các bạn không đảo bầu này, chúng ta không thay đất này, chúng ta không bổ sung giá thể mới cho cây hoa hồng, thì thường là cái giá thể đó nó sẽ nén lại sau cái khoảng thời gian mà các bạn tưới. Mỗi một lần chúng ta tưới thì đất chúng ta sẽ dí xuống, và sau cái khoảng thời gian mà nắng nóng của mùa hè thì chúng ta sẽ tưới rất là nhiều, thì đất của chúng ta sẽ nén lại rất là chặt. Và khi mà chúng ta nắng lên ấy, chúng ta tưới thì cây hoa hồng nó nhiều khi là nó ở phía bên trong lõi của cái bầu hoa hồng nó rất là khô, còn nó chỉ ướt ở phía bên ngoài của cái bầu đó thôi. Còn khi mà thời tiết mưa nhiều khoảng từ 1 cho đến 3 ngày thì cây hoa hồng chúng ta sẽ bị thừa nước và nó sẽ bị nghẹt rễ, bởi vì cái giá thể này nó rất là chặt, và khi mà nước mưa xuống thì nó không có khả năng nó thoát nước. Và cái giá thể mà chúng ta thay liên tục thì nó sẽ tạo nên cái độ tơi xốp, và cái độ tơi xốp đó nó sẽ tạo ra một cái khoảng thông thoáng ở trong cái giá thể của các bạn, thì cái bộ rễ của chúng ta nó sẽ ít khi bị bóp chặt và nó không bị nghẹt rễ, nó không bị thừa nước, và khi mà mưa xuống thì cái giá thể đó nó cũng thoát nước xuống phía dưới tốt hơn. Và một cái điều quan trọng nữa là khi mà chúng ta trồng hoa hồng thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái chậu mà có lỗ thoát nước lớn. Khi chúng ta trồng thì nên thêm các cái giá thể, ví dụ như xỉ than, thì chúng ta có thể lót ở dưới mặt chậu để cho cây hoa hồng sẽ chắn được giá thể, và khi mưa xuống hoặc chúng ta tưới thừa nước thì cây hoa hồng cũng sẽ róc đi và sẽ không bị thừa nước. Là những cây hoa hồng khi mà chúng ta trồng dưới đất thì không phải là nó sẽ xanh tươi và nó không bị hiện tượng vàng lá, nó cũng sẽ có những cái hiện tượng vàng lá giống như khi chúng ta trồng ở trên chậu. Một phần vẫn là khi mà chúng ta trồng thì cái đất của chúng ta nó rất là kém, và cái đất đó sau khoảng thời gian chúng ta trồng thì không cải tạo, chúng ta cũng không cuốc, không sới, không có các loại phân mà chúng ta có thể cải tạo đất, thì nó cũng sẽ bị chai nén, và khi mưa xuống ấy thì nó vẫn sẽ bị úng nước. Hoặc là khi mà chúng ta trồng bằng mặt đất, chúng ta bồng trồng không nhô cao lên khỏi mặt đất, thì sau khoảng thời gian mưa nó vẫn sẽ bị úng. Về cái nơi mà chúng ta trồng, chúng ta để làm sao cho nó hợp lý thì các bạn phải lựa chọn một cái nơi thông thoáng, cao ráo, nhiều ánh sáng. Và khi mà chúng ta về mùa mưa thì nên nâng cao những cái chậu kê cao lên. Và khi mà mưa nhiều thì chúng ta nên dùng các cái vật mà có thể che lại cái mặt của cái chậu này. Khi mà mưa thì nó sẽ trượt ra bên ngoài và cây hoa hồng sẽ không bị úng nước và sẽ không bị nghẹt rễ, thì cây chúng ta nó sẽ rất ít khi bị vàng lá, hoặc có bị vàng lá thì sẽ không vàng lá nhiều. Và một số các bạn hỏi thì cây của các bạn có che nắng, bởi vì thời tiết mùa hè thì nắng mưa nó rất là thất thường, và chúng ta đều che lưới, nhưng các bạn che lưới thì nó cũng không đúng cách, bởi vì một cây hoa hồng cái nơi mà nó phát triển hợp lý nhất là phải thông thoáng. Ví dụ các bạn có che lưới cho cây hoa hồng thì chúng ta cũng phải che cao lên để nó giảm ánh sáng, chứ nó không được giảm cái khoảng không để nó phát triển, và nó không được làm cái cây hoa hồng nó bị bí. Nếu như mà khi mà chúng ta che lên mưa nhiều, cây hoa hồng nó sẽ rất là bí, và là cái độ ẩm trong không khí nó rất là cao, thì nó cũng sẽ dẫn đến cái hiện tượng mà vàng lá nhiều hơn. Nên là khi chúng ta che thì chúng ta có thể dùng lưới đen che cao lên khoảng từ 2m, 2m rưỡi. Cây hoa hồng sẽ có sự thông thoáng và nó có gió, nó sẽ làm cho cây hoa hồng giữ được tán lá tốt hơn. Khi mà chúng ta có một giá thể tốt rồi thì chúng ta bón các loại phân nó sẽ hấp thu rất là hiệu quả, và cái bộ rễ của chúng ta nó rất là khỏe. Thì với các cái loại phân mà có thể cải tạo đất, ví dụ các loại phân hữu cơ, ví dụ phân bò, phân chuồn quế, chúng ta có thể bón vào thời điểm mùa hè. Chuyển về mùa đông thì chúng ta lại quay sang bón phân gà ở ngoài trại mà có lẫn chấu, phân gà tươi đó. Sau khoảng thời gian các bạn ủ thì các bạn có thể bón lại, nó cũng sẽ cải tạo đất cho cây hoa hồng. Về thời điểm mùa hè này thì các bạn nên bón các loại phân dạng nước thì cây hoa hồng sẽ hấp thu tốt hơn. Và chúng ta vẫn có thể bón thêm các loại phân, ví dụ như phân bò, phân chuột quế, các loại phân nén để bổ sung cải tạo, làm cho cái giá thể của các bạn nó tơi xốp hơn, và nó kích thích được những cái bộ rễ tơ phát triển mạnh, nó sẽ chống chịu được cái thời tiết khắc nghiệt. Hồng bị vàng và đốm lá thì thường chúng ta sẽ phun các cái loại thuốc nấm, nhưng mà nó chỉ có tác dụng 45-50%, không bao giờ nó sẽ loại hoàn toàn được hiện tượng vàng và đốm lá. Thì chúng ta phải kết hợp thay đổi từ giá thể, chỗ trồng và cái chậu trồng của chúng ta.
và cái cách chăm sóc của chúng ta phải hợp lý, thì khi chúng ta kết hợp phun với thuốc nấm thì nó mới có tác dụng. Còn nếu như các bạn cứ dựa vào các gọi là thuốc nấm và chúng ta phun lên nhưng nó sẽ không bao giờ ở loại được cái hiện tượng vàng và đốm lá. Thứ nhất, chúng ta phải thay đổi được giá thể thường xuyên trong vòng khoảng 1 năm, nên đảo bầu và thay giá thể mới cho cây hoa hồng. Chúng ta nên kê đặt và để lựa chọn những cái chậu thật hợp lý, và chúng ta lựa chọn các loại phân giúp cho cây hoa hồng phát triển được bộ rễ, cải tạo được cái giá thể mà chúng ta trồng trong khoảng thời gian đó. Nên lựa chọn các loại thuốc phun trước cái thời điểm mà mưa nhiều, cây hoa hồng sẽ hạn chế được cái hiện tượng vàng lá. Xin chúc tất cả các bạn sẽ chăm sóc thật là tốt cây hoa hồng của mình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.